Phạm Văn Thuận anh sẽ cắn rứt lương tâm tới nỗi mà anh sẽ ân hận cái điều mà anh làm kia khi mà em nói cái câu chuyện gia đình của anh Ngân này ra. Và À, chị Chi hả? À, bây giờ chị còn ở chỗ cũ không chị? À, tại vì em đang ở công an huyện, em muốn tìm gặp chị hoặc là chị cung cấp thông tin chỗ ở hiện nay để cơ quan người ta xác minh. Là chị đang ở chỗ bây cũ giờ không? sao? Dạ. Bây giờ chị đang ở chỗ cũ thì tụi em sẽ nhờ cơ quan tìm tới cái chỗ chị để xác minh cái vụ việc mà chị lên mạng nói mấy ngày nay tụi em á. Em là nông dân miền Tây Vlog đây. Alo. Ý là chị còn đang ở nhà trọ cũ không? Sao Chị quên nông dân hả? nông dân nè. Ở nhà trọ cũ nào? Bây giờ chị đang ở đâu? Chị cung cấp cái địa chỉ cho ở chính xác của chị cho cơ quan chức năng. Em nhờ cơ quan chức năng mà mấy anh ở đây kêu em gọi chị đi. Mà chị giờ đang ở đâu nè? Em ở đang ở Công an huyện. công an huyện Cần Đước. Đang ở công an huyện đây. Thì bị người ta dọa chị phải, nếu nó đang bị người ta dọa chị phải trình báo cơ quan chức năng gấp chứ làm sao mà chị cứ phang, chị cứ trốn tránh là sao? Chị trình chưa? Em đang ở công an huyện ở đây. Em đang hỏi rồi, hỏi người ta chưa? Em đang hỏi rồi, em đi từ cấp xã lên cấp huyện ở đây rồi. Nếu mà chị nói trình rồi thì em sẽ đi tới nhà trọ chị vậy. Tại vì ở đây các cơ quan người ta cho phép em đi tìm tới nhà chị để xác minh cái chỗ ở của chị. Chị cứ đợi ở nhà đợi em ha. Ok chị. Cái đó là tự chị dọn hay là cơ quan chức năng dọn? Chị mới nói rõ cái chỗ này. Mở lên lên. Cái đó là tự chị dọn hay là cơ quan chức năng phối hợp với hay là giúp chị dọn? Nói chung bây giờ nói chị là có gì nữa. Chị sợ chị dọn. Là chị tự dọn đúng không? Sao lại nó lên clip nói cơ quan chức năng dọn? Tắt nè. Rồi. Chúng em với anh nông dân miền Tây đang có mặt ở công an huyện Cần Đước rồi nha. Thì chúng em sẽ làm rõ sự việc này như thế nào. Hồi nãy thì viên liên hệ đến cái người phụ nữ mà đã có hành vi là vu khống anh nông dân miền Tây. Thì bây giờ chúng em đã đến và làm việc với cơ quan chức năng và trình báo cơ quan chức năng rồi. Rồi đến bây giờ đến tận nơi nhà của chị đó để xác minh rằng cái sự việc của chị đã nói như thế nào. Khi mà khi trong tình huống này là cái chị đã lên mạng, chị nói là chị đã liên hệ đến công an và công an đang hỗ trợ và di dời chị đi. Nhưng mà thật sự hồi nãy mới nói xong là chị tự sợ chị tự tự đi chứ không có công an nào mà giải quyết cái việc này. Và chúng em đã lên hỏi bên công an chức năng ở xã rồi lên huyện. Bây giờ hiện tại bây giờ là không có nơi nào là gọi là tiếp nhận cái vụ án này cả, cho nên là chị đang có hành vi gì đó thì bây giờ chúng ta sẽ lên tới tận nhà để tìm hiểu nguyên nhân tại sao và cái giải đáp cái câu chuyện này như thế nào cả nhà nhé. Vừa gọi chị thì chị nói cái vụ đốt hang đi. Nhưng mà tại sao chị lên clip, chị nói chị đã trình báo cơ quan chức năng, chị sợ quá chị dọn trọ đi. Mà có những đoạn clip là chị nói là cơ quan ở đây người ta đã di dời tiếp chị. Thì không biết cái câu chuyện nó như thế nào, hoặc là nó có một cái điều gì phức tạp thì ở đây mấy anh em cũng đã trực tiếp gặp ở xã và gặp ở huyện. Thì cũng được sự đồng ý là ở huyện mấy anh ở đây cũng nói anh em là phải lên cái chỗ nhà trọ chị đang ở chính xác, rồi chụp hình hay là làm một cách nào đó là xác minh. Làm một cách nào đó, chị còn đang ở đó thì sẽ về tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để có cái hướng xử lý. Chứ mình là một người dân mà chị cứ lên mạng chị nói là chị bị đe dọa, chị bị người ta khống chế, rồi cứ lên clip hàng ngày hàng giờ bôi xấu rồi nhục mạ người khác, làm ảnh hưởng rất là nhiều tới cái công việc của mấy anh em đây. Riêng là bản thân nông dân miền Tây Vlog bây giờ thì cái công an việc làm phải bỏ gian dở để đi lo cái chuyện này, để lo đi giải quan, để đo đi cầu cứu giúp mẹ con chị mà chị lại nói là em không giúp được chị, em hại chị bằng cho số người này cho số người kia để rồi xảy ra cái cớ sự như thế này. Thì hôm nay thì mời của chúng chị tiếp tục cập nhật cái tình hình lên tới nhà hai mẹ con chị Huỳnh Chi này và bé Kim Liên 15 tuổi có bầu. Thì đây mình phải nhắc tới cái tên của bé này tại vì mấy cái clip gần đây thì bé đã xuất hiện nhiều trên mạng rồi. Thì mình sẽ tới đó và chia sẻ những ghi hình tiếp tục cho cô chú anh chị xem để biết rõ cái vụ việc để làm sáng tỏ hơn nghe cô chú anh chị.
khu trọ mà trước kia bé Kim Liên là 15 tuổi và chị Huỳnh Thị Kim Chi cho cái định vị mà nhờ mấy anh em đến giúp, mà mấy anh em không có điều kiện lên thì chị mới nói có gian xe xuống. Nhưng mà trong cái quá trình quay clip đó thì xảy ra câu chuyện sau này là chị lên mạng nhiều cái kênh YouTube khác nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự riêng bản thân cá nhân là nông dân miền Tây Vlog đây. Thì nông dân cũng đã được sự đồng ý của cơ quan chức năng từ cấp xã đến cấp huyện thì xuống tại cái phòng trọ đây xác minh coi đúng là cái chị Chi, Huỳnh Thị Kim Chi này còn ở đây không, thì mấy anh em sẽ mời cô chú anh chị tiếp tục để làm cái rõ cái vụ việc tập trung mấy hôm nay. Thực ra thì câu chuyện ngày hôm nay BB là một người cũng đi làm tình nguyện, cho nên là BB đứng cơ giữa, BB sẽ làm rõ câu chuyện này cũng như BB sẽ kể những câu chuyện mà trước đây BB gặp nông dân như thế nào và cuộc sống nông dân như thế nào, rồi những cái tình tiết mà cái cách làm việc của nông dân như thế nào nữa để hiểu cô với chú anh chị hiểu rõ hơn. Bởi vì đâu đó cô chú anh chị cũng biết về BB, cho nên là BB sẽ giúp cho nông dân một số chuyện cũng như là đứng cơ giữa để phân tích cái chuyện đúng hay sai ở cái nhà đường đi đó đi. Cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay nông dân đang có mặt ở xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Thì theo cái thông tin địa chỉ mà chị Huỳnh Thị Kim Chi này cung cấp cho nông dân để nhờ giúp đỡ lúc trước á, thì hôm nay nông dân cũng đã tới cái phòng trọ, thì cơ quan người ta đã xác minh là không còn ở chỗ đó hoặc không có biết bà này ở đâu. Và ban đầu á, thì mấy anh em đã tới ở ủy ban xã trước, rồi ở xã hướng dẫn lên huyện, rồi giờ huyện hướng dẫn về ngược xã. Thì bây giờ ở xã Long Trạch này đã tiếp nhận cái đơn trình báo tố giác tội phạm của nông dân cung cấp, thì ở trong đây cũng có đầy đủ tất cả các chi tiết về các kênh đã xúc phạm nông dân cũng như bôi xấu danh dự nhân phẩm của kênh nông dân miền Tây Vlog. Anh để đơn này lên, cụ thể là cái đơn đơn thế nào anh để lên cái tên cô chú xem nha. Còn người ta tiếp nhận cái đơn này chưa? Người ta tiếp nhận rồi. Vâng. Thì tí nữa em sẽ nói chuyện sơ về phân tích sơ, nếu em là người đứng cửa giữa cho nên là em sẽ phân tích sơ về câu chuyện ngày hôm nay cũng như là đúng sai nó như thế nào. Và em cũng đã nói chuyện với người phụ nữ mà vô khống anh á, và cũng như là đã hiểu được một chút rồi đó. Tại vì nếu như cô đã trình báo lên cơ quan chức năng thì họ đã tiếp nhận và họ đã có một biện pháp là lưu trữ hồ sơ rồi, thì họ sẽ liên hệ đến khi mà tụi em đến đây liên hệ trực tiếp thì người ta đã giải trình rồi. Nhưng mà đằng này là họ chưa nhận một đơn nào cả khi mà lên xã lên huyện ở Long An, Cần Đức Long An thì lên huyện Cần Đức rồi đó. Thì huyện còn chưa biết nữa tới cô nữa, cho nên là bây giờ câu chuyện ngày hôm nay nó đã đi quá xa rồi. Bây giờ chúng em không ngừng nữa, tí nữa baby cũng hẹn cả nhà lên mình nói chuyện một tí nha. Nông dân là đã gửi đơn rồi, để thôi mình cầm đơn thì cô chú chị nó ở sau gửi đơn mình nó còn cầm trên tay. Thật sự nông dân cô tô được 8 bản sẽ đi tới cùng và đi gửi các ban ngành khác, các địa phương khác ở xã tới huyện, huyện tới tỉnh và có thể là tới trung ương luôn. Cái cách làm việc của nông dân là sẽ làm tới cùng cho nó ra lẽ để cô chú chị trên cộng đồng mạng hiểu đúng cái con người của nông dân miền Tây Vlog này. Đáng lý ra cả nhà, em nông dân có nói em câu thế này, tại sao ngay từ ban đầu cô nói với anh lên như vậy thì anh không lên đây làm quyết giải quyết nhanh đi, thì anh nói với em một câu thế này mà em chạnh lòng luôn. Ok, người ta nói mình như vậy nhưng mà người ta được kết quả tốt được rồi, hai video lên anh cố gắng chịu đựng nhưng mà quá thì quá lắm rồi, lên nói clip ra clip thứ ba thứ tư rồi hơi kênh ập vô nói, bây giờ nói tên rất là nhiều, thêm một kênh nữa em có nên nói kênh đó không? Lúc trước mình cũng không có nói gì tới kênh đó, nhưng mà không biết gì cái lý do gì thì cái video mình bị tháo xuống, thì họ lại vu khống mình là sợ tội mà xóa những cái clip đó. Thật sự mình làm gì sai, nhưng mà trên kênh YouTube anh đính chính như cô chú anh chị mình hiện tại là những cái video anh có xóa chưa? Không bao giờ xóa. Cái hai video mà lên để đính chính là không biết tại sao nó bị ai đánh bản quyền, ai đánh cái gậy để nó xóa bài hai cái video đó. Còn video mà quay về câu chuyện chính mà lần đầu tiên gặp hai mẹ con á vẫn còn để giữ nguyên, tại sao lại lên nói xóa hết? Chúng tôi làm việc chúng tôi không có sự rụt rè sợ hãi gì cả, và ngay chứng minh điều đó thì chúng tôi đã đến cái cơ quan chức năng để làm việc giải trình về nó rõ, xác minh được cụ thể. Thì hôm nay thì cái kết quả thì chưa gì đến là đã hỏi cơ quan chức năng thì họ đã trả lời là họ chưa tiếp nhận đơn nào cả, đúng không? Thì bây giờ chúng tôi sẽ phân tích
câu chuyện nói đúng sai như thế nào và họ bẻ lái câu chuyện như thế nào. Mời quý vị đón xem. Nông dân miền Tây Vlog xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại nông dân và Quỳnh Trung Vlog và Mr. BB đang có mặt ở huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Thì nội dung trong cái video hôm nay thì mấy anh em có mặt ở Cần Đức là để gửi cái đơn tố giác tội phạm. Thì nông dân xin thay mặt các anh em khác đọc cái nội dung trong cái đơn tố giác như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn tố giác kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An. Người đứng tố giác là nông dân miền Tây Vlog, đứng tên là Doãn Việt Ngân. Những cái địa chỉ như số căn cước công dân thì nông dân xin không đọc mai cô chú anh chị. Bị tố giác là chủ kênh YouTube TB Official. Có số điện thoại mà nông dân cũng xin hạn chế đọc cái thông tin của người này nhiều. Và thêm một cái người bị tố giác thứ hai là chủ kênh YouTube TN. Nội dung tố giác như sau: trong thời gian vừa qua, chủ kênh YouTube TB Official và chủ kênh YouTube TN nói trên đã liên tục đăng tải những hình ảnh, video với nội dung thông tin có tính chất xuyên tạc, dựng chuyện, vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi. Nội dung đăng tải bao gồm các hình ảnh, video có chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ ràng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi và gia đình. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, hai kênh YouTube trên đã đăng tải nhiều video về câu chuyện xảy ra tại địa bàn ấp Sòi Đôi, xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Nội dung của những video này liên quan đến một người con gái có tên là L. Người con gái tên L này là cô bé mới có 15 tuổi của chúng chị. Thì mấy anh em cũng xin phép giấu tên. Và người mẹ của anh L là cô Kim Chi. Thực Huỳnh Thị Kim Chi. Huỳnh Thị Kim Chi luôn. Đọc tên luôn hả? Đúng rồi. Thực ra hai mẹ con người này tôi đã một lần giúp đỡ. Họ gặp hoàn cảnh khó khăn và sự giúp đỡ đó tôi có ghi lại bằng một video ngắn. Video được tôi đăng ngày 24 tháng 4 năm 2023 trên kênh YouTube của tôi là Nông Dân Miền Tây Vlog. Từ đó, hai chủ kênh TB và TN đã dựa vào đó để dựng lên câu chuyện khác có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi. Chủ kênh TB đã chủ động gọi điện thoại cho tôi để ghi âm giọng nói để dùng trong video xuyên tạc tôi nói trên phát tán trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, việc làm ăn, kinh doanh, mua bán của tôi, cũng như những công việc liên quan đến lượt xem video trên YouTube của tôi. Vì vậy, tôi kính đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xem xét xử lý hình ảnh vi phạm nói trên của chủ kênh TB và chủ kênh NTN. Tôi xin cam đoan những nội dung tố giác trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình. Kiên Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2023, tôi đứng tên Doãn Việt Ngân. Anh nên đọc cái tên chủ kênh mà đã gây ra cái câu chuyện này. Cái tên này là tên là tên thật của anh này là Phạm Văn Thuận. Phạm Văn Thuận. Đó. Và thực sự ra cả nhà, BB cũng là một người thiện nguyện, người giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Tuy rằng BB cũng không giúp nhiều, nhưng mà đâu đó BB cũng đã giúp được rất nhiều hoàn cảnh cũng vô cùng tội nghiệp khó khăn và hiểu tính cách công việc như thế nào và làm như thế nào mới gọi là đúng, cái gọi là xã hội nhân văn. Hôm nay thì đến đây với lại anh nông dân cũng như anh Hình Trung trong câu chuyện ngày hôm nay thì em cũng muốn lắng nghe hai anh tường thuật lại cái câu chuyện nguyên nhân tại sao mà hai anh gặp gỡ được hai mẹ con này. Thì ngày hôm đó là ngày 24 tháng 4 2023 thì anh nông dân có liên hệ với lại em về cái hoàn cảnh là của hai mẹ con xuống với Kiên Giang này để giúp đỏ. Và thời điểm lúc đó thì Quỳnh Trung cũng có liên hệ với lại nông dân miền Tây là hỏi kỹ xem cái hoàn cảnh này như thế nào. Thì anh nông dân miền Tây cũng trình bày là ở chỗ bé bị như vậy, cơ quan chức năng người ta cũng đang làm việc. Tuy nhiên thì được sự cho phép rồi, cho nên là xuống để anh em làm một cái nội dung giúp đỡ.
Thì lúc đó Quỳnh Trung mới nói là bây giờ thì cứ hỏi cô, thì xin phép cô trước luôn. Thì khi mà anh em quay cái nội dung như vậy thì cũng nói sự thật lên cái câu chuyện để mà cô xuống giúp. Và cô xuống giúp thì thật ra thì nói chung là lúc đó là nội dung tin nhắn đồ này kia thì đã lưu lại, thì cái phần đó thì để tí nữa phân tích sau, thì Quỳnh Trung chỉ kể sơ lược là để cho đừng có mất thời gian anh em thôi. Đó, và xuống thì Quỳnh Trung có nói là bây giờ thì cái nội dung hai mẹ con hoàn cảnh khó khăn và bé nó bị có bầu như vậy, thì thôi anh em mình nghiên cứu làm một cái gì đó. Giống như các anh cũng biết rồi, khi mà mình làm thiện nguyện mình phải nói một cái câu chuyện nào đó nó truyền tải được đến quý mạnh thường quân thì mình mới giúp được cái hoàn cảnh đó. Cho nên thì anh em cũng lấy cái câu chuyện là đúng sự thật và được sự đồng ý của cô, đồng ý của cháu để nói lên câu chuyện đó. Và anh em có để cái ban đầu, thật ra là anh em có để cái tiêu đề là thiếu nữ 15 đi tìm chồng, thiếu nữ 15 đi tìm chồng là sự việc như vậy. Hiện tại là hình như là cũng vẫn còn để trên đó, anh em tất cả anh em là không xóa hay là không gì hết đó. Và không biết mấy ngày sau về anh bên phía nông dân báo là không biết mà có một cái kênh YouTube nào xuống giúp hai mẹ con rồi Quỳnh Trung ơi. Quỳnh Trung mới nói là ôi mừng quá anh ơi, mình làm mà mình không giúp được cô, mà bây giờ có một cái kênh lớn vô giúp như vậy, thật sự mình thấy hạnh phúc với quý của chú anh chị. Đúng. Mình không có nghĩ là cái nội dung bên kia làm sao, mình chỉ biết là xuống giúp cô vậy được hả, mình rất là mừng. Tại vì anh em làm một cái kênh nó rất là nhỏ, nó còn yếu kém, nó chưa truyền tải được đến quý của chú mình thường quân đó. Cho nên là thấy cô được một cái kênh lớn đến giúp như vậy, thật sự anh em rất là mừng luôn. Tại vì mình đã không giúp được cô rồi mà bây giờ cô được giúp đó. Và một hai ngày sau thì anh nông dân báo lại là không hiểu vì sao là những cái nội dung là anh lại bị phốt. Thật sự là lúc đó là Quỳnh Trung ngỡ ngàng luôn, ngỡ ngàng khi mà xem là những video luôn á. Phốt như thế này, này để em hỏi một cái cho kỹ càng cái vấn đề này. Tại vì ban đầu là cô kêu mấy anh á là không có, em có theo dõi kênh kia nữa. Kênh kia là của anh Phạm Văn Thuận, mình thì không nói kênh. Tại vì bây giờ có thể là ảnh hưởng tới anh về cái câu chuyện này, cho nên là thứ nhất là tụi em giữ cái an toàn cho anh đã, thì em không nói tên kênh của anh, em nói tên thiệt của anh luôn đó. Nhiều khi tên thiệt của anh thì không có ai biết nhiều đó. Và trong cái video đó thì cô có nói rằng là mấy anh bắt cô xuống để giúp đỡ, thì câu chuyện đó bắt hay xuống thì anh nông dân có thể trình bày cụ thể có bắt không? Cái câu chuyện đó là như thế này. Ban đầu là chị Quỳnh Thị Kim Chi này quen qua nông dân trên cái trang mạng là Facebook, thì chị có kết bạn như nhắn tin trên Facebook. Đây cái tin nhắn còn đây, mới đầu là chị nói chào em, thì mình xin phép là đọc hết nguyên văn những cái tin nhắn mà trao đổi với chị. Chị mới nói là em phải giúp đỡ từ thiện không, mình mới thả tim là cái ngón tay thích đó cô chú chị. Thì chị mới nhắn tiếp là nhờ em giúp đỡ mẹ con chị. Mình mới hỏi là hoàn cảnh thế nào, ở đâu ạ? Chị mới gửi địa chỉ là chị ở trọ xã Long Trạch, Cần Đức, Long An. Chị ly dị chồng, nuôi con chị buôn bán mà giờ chị bệnh teo khớp, chân hở quanh tim hai lá, lao phổi mới hết khớp chân. Khớp chân chị lỏng khớp, không buôn bán được, tim hay mệt, không tiền để tiếp tục điều trị. Chị đi bệnh viện tư trường binh Cần Giuộc, bác sĩ không lấy tiền. Còn chị, con chị 16 tuổi có thai, chồng không lo, mình chị lo mà thai bị thoát vị gúng bé, bác sĩ kêu phải có tiền mà chị không có tiền. Thì nói chung những cái đoạn tin nhắn này thì toàn than thở. Anh chụp lên màn hình anh chụp lên màn hình để cô chú đọc cho nhanh và mình đi vô câu chuyện chính. Rồi, thì anh giải thích là vấn đề cho em là anh có biểu cô đó lên không, và quá trình lúc đó như thế nào. Thật sự là ở đây còn tin nhắn là chị em mình mới trả lời á, là em ở Kiên Giang. Chị mới nói là em biết ai giúp giùm chị. Chị mới nhắn tiếp thêm một câu nữa là có gian xe xuống em được không em. Thì cái câu này thì cô chú chị cũng đã hiểu là chị, mình chưa có nói cái gì là lên hay là xuống, là chị mới nói là có gian xe xuống em được không em. Nông dân mới nói là để em tìm nhờ bạn em ở Long An xem họ giúp được không, mà chị nói con gái chị bao nhiêu tuổi, chồng đâu. Chị gửi hình con chị em xem. Thì đây là chị gửi hình hai mẹ con nè cô chú chị. Đây cô chú chị. Nó đâu xíu nữa anh chụp tin nhắn lên màn hình là cô chú sẽ xem hết.
đó, mình muốn trả lời là cái câu hỏi của Mr. BB là mình có gọi chị xuống hay không. Đây là chị tự động xuống, chị tự động nói là có gian xe xuống được không. Thì những cái đoạn đó mình sau này mình có gọi điện nói là nếu chị đã quyết tâm xuống nhờ tụi em giúp mà chị nói có gian thì thay tội quá, thôi để em chuyển khoản cho chị 500.000 để cho chị mua vé xe chị đi xuống. Đó là cái đồng tiền mà chính là tiền của nông dân, chứ không phải là tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, là nông dân chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản là Quỳnh Thị Kim Chi. Sau lúc đó cô lại nói anh bắt cô xuống. Ở trong đây còn những cái tin nhắn thì không biết những cái anh nói giải thích là cô anh ở tận Kiên Giang và thật ra cả nhà anh nông dân là còn cái công việc và cái mà cách sống cũng như là cái làm việc của anh nông dân á thì nắm bắt cũng cụ thể, tại vì cũng có khoảng thời gian vì có làm việc chung cũng như là cái thời gian mà hiện tại bây giờ vì xác minh rằng anh nông dân anh không đủ điều kiện để đi đó, và thì anh cũng có nói là anh ở tận tới Kiên Giang thì chị cũng muốn xuống tới đó, cô đã vẫn muốn xuống tới và trên cái kênh của anh Phạm Văn Thuận á, cô cũng nói là nếu anh không được thì tôi sẽ xuống tới tận nhà, thì cô cũng muốn xuống, thì anh nông dân anh từ trích tiền túi ra anh đi xuống. Và sau đó thì xuống xong thì mấy anh quay nội dung đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng nội dung. Trong nội dung đó thì cô vẫn đưa thông tin số điện thoại của cô lên trên video. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong quá trình đó thì giúp xong đưa nội dung, cô đồng ý đưa cái thông tin cá nhân cô, tên cô và cái số điện thoại lên. Rồi. Vậy cuối cùng video thì khi mà cô về thì mấy anh có giúp đỡ gì không? Trong cái đoạn video thì em không nghe giúp đỡ gì hết. Sau khi mà hai mẹ con cô về thì em có chích tiền quỹ, tại vì thông thường thì em thì theo quý cô chú anh chị mình lên xem kênh của Quỳnh Trung Vlog biết rồi, nó kêu bằng mới tập tành vào nghề thôi, nhưng mà Quỳnh Trung cũng được sự yêu quý của quý cô chú Mạnh Thường Quân, người ta ủng hộ, người ta thương, thì Quỳnh Trung chích tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cô thêm 1 triệu để cô giữ đó, cô làm cái tiền để mà cô quay trở về. Và Quỳnh Trung còn sợ là cái 1 triệu của mình nó không đủ nữa anh, cho nên là em có mượn xe của người quen, em đưa hai mẹ con lên chỗ nhà của má Hương. Má Hương là một cái người lấy đi cái tình thương, hàng triệu người biết tới má Hương đó. Thì lên đó giống như là mình cũng muốn, tại vì nghe cái câu chuyện của cô nói thật sự rất là xót xa, bệnh rồi không có điều kiện để lo cho con, cho nên là em cũng muốn dẫn bé lên đó để xem cái môi trường sống như thế nào, xem bé coi có, nếu mà được thì má Hương sẽ giúp đỡ cho nó tròn hết. Và hai mẹ con cũng ở đó một đêm, giống như là ở đó để giống như nếu mà được thì má Hương sẽ nhận luôn, còn nếu mà không được thì cũng không sao, tại vì má Hương thì biết của chú anh chị mình lên trên cộng đồng mạng thì cũng biết má rồi đó. Và sau khi thì cô về thì tầm 10 mấy ngày đó là mới bắt đầu là xảy ra sự việc cho tới ngày hôm nay. Quý vị biết sao không? Một người như má Hương là một người rất nhiều người biết đến trên cả thế giới này. Một công việc nhân văn rất là rõ ràng, công việc nhân văn. Và làm sao mà anh nông dân miền Tây cũng như Hình Trung có mối quan hệ với cô để nhờ đỡ cô nuôi dưỡng hai mẹ con? Thì cả nhà cũng đều biết, tại vì hai anh từng trước đây cũng quay của má Hương rồi. Và tại sao mối quan hệ đó mà má Hương vẫn đồng ý nhận lời từ má Hương, từ cái việc giúp đỡ của hai anh nhờ cô giúp cho hai mẹ con, thì cả nhà cũng biết mối quan hệ đó như thế nào. Tại vì những người làm công việc nhân đạo họ rất khó để tiếp xúc, tại vì họ sợ gặp những người lừa dối, họ sợ những người gian xảo dấu trá, họ không có tiếp xúc nhiều, họ chỉ làm công việc riêng của họ. Tại vì họ bây giờ thì má Hương làm âm thầm không có nói với ai cả, tại sao lại có mối quan hệ xa như vậy đó, cả nhà phải hiểu rõ điều đó. Và mà tại sao trong cái đoạn video mà nhắc đến cái tiền giúp đỡ thì bắt buộc là kêu là anh nông dân là cho cái 500.000 thôi, còn không thấy tiền triệu của anh Hình Trung ha. Dạ đúng, đúng rồi, trong video thì không thấy 1 triệu của Hình Trung. Thì em thắc mắc là tại sao anh quay mà anh không giúp đỡ họ, anh thả họ về rồi tiền nó họ về. Thì lúc đó là anh, em cũng nghe nói là anh cũng có nấu cháo cho hai mẹ con ăn đúng không? Dạ, đúng không biết là hai cô và chị, cô và em bé cháu có xác nhận cái điều đó là bạn này nấu cháo cho con của cô ăn. Dạ. Tại vì những cái sự việc đó anh BB với lại cô chú anh chị mình biết nó nhỏ nhặt, nó quá nhỏ nhặt đi. Và ngay cả cái chuyện mà đưa mẹ con, thật sự anh em cũng không muốn làm video nữa, nhưng mà cũng muốn làm cái video giống như là cũng
cho quý cô chú anh chị mình biết tới bé nhiều hơn, cái hoàn cảnh bé như vậy, để mà cho cô chú anh chị mình giúp đỡ. Nó thật ra thật sự anh em cũng tại vì đưa lên nhà má Hương để cho mẹ con lại đó để mà tìm hiểu thôi, cũng đâu có cái gì đâu mà phải up video hoặc là đâu có gì để xóa đâu. Còn cái phần xóa thì chút thì mình sẽ đi sâu hơn. Rồi bắt đầu câu chuyện và phải lý do tại sao cái đơn kiện này thì do cô lên tố cáo và lên cô bôi nhọ một người mà nếu xíu nữa BB phân tích ra thì cái kênh anh Phạm Văn Thuận anh sẽ cắn rất lương tâm tới nỗi mà anh sẽ ân hận cái điều mà anh làm đó, khi mà em nói cái câu chuyện gia đình của anh Ngân này ra. Và tụi em đã đến ủy ban xã Cần Đức Long Trạch huyện Cần Đức, đúng không ạ? Huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Huyện Cần Đức là tỉnh Long An. Thì chúng em đã lên tới xã, lên xã rồi xã kêu là không đủ thẩm quyền để tiếp nhận về cái truyền tải thông tin công nghệ cao này, tại vì phải có xuống huyện mới giải quyết được. Xuống huyện họ lại kêu là họ chưa tiếp nhận đơn nào cả, họ chỉ nghe từ phía với em thôi, cho nên họ kêu em về xã lại, họ không làm được, thì không nắm bắt được thông tin của người này. Khi về xã lại thì nói chuyện riêng, nếu như mà em nói ngày hôm nay nha, em nói sai, em nói không đúng sự thật, tại vì cái này nó liên quan đến chính quyền địa phương đó, là lên chính quyền địa phương biết người này nữa kia. Tại sao anh Phạm Văn Thuận anh không lên ủy ban xã để anh tìm hiểu người phụ nữ này, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn? Bây giờ quy định rồi mà anh phải lên tới chính quyền cơ quan chức năng để xin phép rồi mà anh đến hoàn cảnh qua giúp đỡ, đúng không ạ? Luật rồi, giờ ra rồi đó, thì anh không lên tìm hiểu cái hoàn cảnh người phụ nữ này như thế nào. Giờ xã đã xác nhận biết cái hoàn cảnh này, giờ không biết địa chỉ đâu thôi, nhưng biết rất rõ về người phụ nữ này đó. Và người phụ nữ này như thế nào thì anh tự anh lên anh tìm hiểu nha, em sẽ không phân bua ở đây nữa. Tại vì những hoàn cảnh khó khăn, những cuộc sống họ ngặt nghèo, đôi khi đó gây ra những cái suy nghĩ, những cái hành động họ không lường trước được đó, vì hoàn cảnh ngặt nghèo. Cho nên rồi em sẽ dừng lại cái việc là không cố gắng làm mất đi cái gọi là, nói chung là mình thương người nghèo đó, kệ họ muốn làm gì họ làm, họ có sai đó, nhưng mà mình tha thứ, vị tha những người hoàn cảnh khó khăn, vì cuộc sống của họ áp đặt cái đó rồi, cho nên họ phải làm một cách gì đó để họ tồn tại thôi, đúng không? Và bây giờ mình sẽ phân tích về anh Phạm Văn Thuận. Em là người đứng cửa giữa, em là một người làm thiện nguyện, thì anh thấy câu chuyện này anh còn không có một chút nào gọi là kiến thức về việc tìm hiểu giúp đỡ. Nếu anh thực sự giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, anh nghe người phụ nữ cô Kim Chi trình bày quá trình đó, thấy câu chuyện này mình phải nghe từ hai phía, mình phải cộng tác với một anh mà lần đầu tiên giúp đỡ cho cô này. Anh gọi điện đến, anh nói rằng tại sao hoàn cảnh là như vậy, anh đưa cái hoàn cảnh số điện thoại cho người ta rồi người ta lạm dụng như vậy, thì anh có thể bàn cách với người đã giúp đỡ đầu tiên để tìm ra nguyên nhân tại sao. Tại vì cô Kim Chi đã đồng ý đưa số điện thoại lên trên mạng xã hội, chúng em là người kết nối và cầu nối, cho nên cô đã chấp nhận đưa lên số điện thoại trên đó. Thì tụi em, nếu như tụi em không cho thì trên video vẫn có số điện thoại, không cho thì người đó vẫn tự liên hệ được mà đó. Cho nên là phải nghĩ kỹ vấn đề mình đang làm. Cô đồng ý lên số điện thoại rồi, anh phải câu kỹ video đó đó. Cho nên là bây giờ khi mà anh kêu anh nông dân là đưa số điện thoại cho một người lạm dụng và quay hình ảnh của con gái cô lên và một video để lưu trữ, như đó là thật sự là còn phân tích cái việc mà quay video còn kinh khủng khiếp nữa. Cho nên là từ từ mình phải phân tích sao, mà tại sao anh không lại liên hệ để tìm đến cái người này để mình tìm cách giải quyết, mà tại anh lại lên trên video anh nói người này không ra gì. Anh biết cuộc sống của họ như thế nào không? Nói ra thì anh cắn rất lương tâm luôn á, nhưng mà chưa nói cái hoàn cảnh của anh đâu. Bây giờ công nghệ thông tin rồi, khi mà cái sự việc nó xảy ra, anh ghi ổ điện anh này có một phương án rất là nhanh và rất là dễ luôn, và kiểu như mình sẽ là một người có trái tim nhân đạo. Khi anh lên anh thấy hoàn cảnh như vậy, anh phải xoa dịu cái người phụ nữ đó, một cô Kim Chi, nếu mà nó là sự thật, không, nó là sự thật rồi đó, nhưng mà anh phải xoa dịu họ, đừng để họ lo lắng phải mất ăn mất ngủ như vậy. Anh xoa dịu họ từ từ, ổn,
thì từ từ tôi sẽ giải quyết giúp chị, liên hệ cho nài. Xong rồi á, anh có thể là gọi điện xong mình không tìm được kết quả thì mình báo cơ quan chức năng liền, để âm thầm điều tra. Để anh biết rồi, cái nghiệp vụ của những chú cán bộ công an điều tra thì cái nghiệp vụ của các anh là tìm thông tin rất là nhanh, anh sẽ đến tận nhà qua cái Zalo đó thôi. Tại vì rất nhiều vụ cũng vu khống, cũng thiếu nợ rồi cũng hacker, họ làm ảnh hưởng được đời sống cá nhân của rất nhiều người, và công an họ đã tìm hiểu điều tra tới tận nhà tận giường luôn. Tại sao anh không biết điều đó? Thôi nếu mà anh không biết thì em hôm nay em nói cho anh biết. Anh âm thầm anh gọi điện như vậy lên công qua cơ quan chức năng trình báo cái gã mà đang có hành vi xấu là một tội phạm, thì anh lên trình báo thì đó nó giải quyết em xui, và nó vừa giúp được hoàn cảnh trong sạch nè, vừa giúp được cái người nào, anh lại không giúp mà anh đi lại hại họ thêm, anh lấy họ ra để anh làm cái bước đệm cho anh đi làm cái câu chuyện này, anh sỉ nhục người ta không ra gì cả. Thật sự em là một người thiện nguyện, em là một người làm có chương trình mà em thấy anh làm nó không xứng đáng. Anh hãy dùng cái thông thái của mình, trí tuệ của mình để mình đối xử với những hoàn cảnh khó khăn, để mình đối xử gọi là đối nhân xử thế đó. Anh em trong nghề nha, cũng là YouTuber, và nói ra luôn đây, tại sao anh biết hoàn cảnh này không? Anh là một người gọi là khó khăn, hai vợ chồng không có con kìa. Em xin lỗi anh nhắc đến chuyện bụng, không có con kìa, mà hai vợ chồng nghèo khổ lắm, phải làm YouTuber kiếm đồng ra đồng vô. Rồi kênh thì nhỏ xíu à, đâu bằng kênh anh đâu. Anh được nhiều người uy tín, nhiều người đón xem rồi, kênh anh có nhỏ xíu à, anh đâu có mạnh thường quân. Anh phải lấy tiền túi ra để giúp người nghèo. Anh lấy tiền túi ra mà, chứ phải anh lấy tiền mạnh thường quân hay lấy tiền ai đó. Anh lấy tiền túi ra mà, trong khi đó anh nghĩ đến một ngày kiếm ra được 500 không? Một ngày đó, nếu mà một người như anh này, cái lượng sub đó, lượng view đó, anh kiếm được một ngày 500 không? Mà anh bỏ ra anh giúp người mà anh chưa biết đâu, anh còn chưa biết thấu vào con người của anh đâu. Em tiếp xúc rồi, anh rất là đàng hoàng, tử tế, chứ không phải như anh nói đâu. Hôm nay BB xuất hiện đây chứ không phải là gọi là binh cho anh này, nhưng cái thời gian BB tiếp cận và cái mà anh đang chịu đựng đau đớn lắm, đau đớn vô cùng khi mà hoàn cảnh mình như vậy. Rồi mình bị người ta lôi lên trên mạng xã hội, người ta nói vậy. Rồi cuộc sống anh sẽ ra sao đây? Rồi anh lận đận hàng xóm, chê cười, trách móc. Ra đường thì không ai tiếp nhận, không ai dòm ngó, và cũng người ta cũng đối xử với anh một cách tệ bạc. Thì liệu rằng nếu là anh trong hoàn cảnh của anh này thì anh sẽ như thế nào? Đó là hoàn cảnh nha, em không nói sâu nữa. Nói sâu nữa còn nhiều cái lâm ly bi đát lắm. Chẳng qua tụi em á là một người cố gắng nỗ lực giúp cho bản thân mình, giúp ích cho xã hội, thật sự là như vậy. Tại sao anh không dùng cái kinh nghiệm anh làm đến 280 mấy ngàn sub rồi, anh phải có một ít kinh nghiệm về cái sự giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, anh lại không dùng cái thông thái của mình, cái trí tuệ đó của mình để mình giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, mà anh lại làm lợi dụng một cái người mà đang khó khăn, gọi là lá tả tơi như anh này, để anh làm một câu chuyện không đâu vào đâu. Nếu như anh đi từng bước thì đâu có sao, đâu đến nỗi ngày hôm nay đâu. Anh mà lên cơ quan chức năng xã Long Trạch, anh hỏi về người phụ nữ này thì anh còn biết rõ hơn nữa. Anh còn biết rõ hơn nữa. Và lúc này thì anh xin lỗi không kịp rồi. Anh rất kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp lắm. Một người mới suy nghĩ, một người mới thật tâm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn là họ sẽ đi tìm sự thật. Họ sẽ đi tìm sự thật chứ thay vì gặp bây giờ như thế này. Sao anh Trung muốn nói là gì đó không? Em thì xảy ra cái vụ việc này thật sự là đau lòng, khi mà một cái người anh thường xuyên đi cộng tác với mình. Hôm đó thật sự là ảnh bị cuốn luôn á, ảnh bị cuốn luôn quý cô chú anh chị. Có nghĩa là tự nhiên nó dồn dập đến với ảnh. Rồi ảnh không biết là giải quyết làm sao, ảnh ở trong vùng nông thôn quý cô chú anh chị, chứ không phải là ở thành phố, thành thị được như Quỳnh Trung đâu. Nếu mà Quỳnh Trung thì nó dễ vậy. Nếu mà sự việc mà xảy ra với Quỳnh Trung sẽ giải quyết một cách nào đó nó ngắn gọn. Còn anh ở trong vùng nông thôn, anh chỉ buôn bán lóc cóc len keng cùng vợ để mà sống qua ngày, rồi làm YouTube giúp đỡ bà con thôi. Xảy ra cái vụ việc đó, thật sự ảnh còn chưa hở nó, anh điện ra cho Quỳnh Trung nói là Quỳnh Trung ơi, anh bị người ta ghi âm lại để bóc phốt trên mạng rồi. Quỳnh Trung mới giật mình đó. Quỳnh Trung mới lên đó để tìm hiểu, gọi những cái video mà những hai kênh YouTube đó làm, thì Quỳnh Trung nói tại sao không báo cơ quan liền đi.
Và anh có nói với người đó là thôi bây giờ là liên hệ cơ quan liền để mình khắc phục cái hậu quả đó. Đúng rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn, cho đến ngày hôm nay vẫn video những ít vẫn up lên thường xuyên với cô chú chị. À, anh còn và khả năng anh còn nói rằng là anh lên báo công an rồi, em lên tới xã Long Trạch nè, xuống huyện Cần Đước luôn, chưa có một thông tin nào mà họ tiếp nhận cả. Nhưng mà quý cô chú anh chị mình lên xem những cái video anh ta làm đi, là anh ta đặt tiêu đề nó làm quá cái vấn đề lên. Nhắm vô ông này. Dạ. Nó kinh khủng, rồi YouTuber gửi Mạnh Thường Quân qua hại bé, rồi kinh khủng mà giờ nhà trọ gấp. Thật sự Quỳnh Trung lên làm việc với cơ quan chức năng rất là đàng hoàng. Mình có sự việc làm sao mình cũng nói rõ, mình trình bày với cơ quan chức năng người ta. Mình hỏi sự việc, hai mẹ con này hiện tại đã giờ nhà trọ xưa, tại sao mấy anh lại di dời vậy mà mấy anh không liên hệ với tôi làm việc. Cơ quan chức năng người ta chưng hửng luôn. Thật sự á, người ta vỗ bàn một cái gầm với Quỳnh Trung rồi đó. Ai cho phép mà lại đi di dời như vậy? Hôm nay thì chúng em xin lỗi là các anh cán bộ ở xã Long Trạch. Đúng rồi, thật sự là xin lỗi rất là nhiều. Tụi em là tụi em quá bức xúc rồi, mà tụi em đã gặp mấy anh thì hôm nay tường thuật lại thì nếu mà sai trái thì anh tụi anh cứ xử theo pháp luật, vu khống tụi anh thì tụi anh cứ nói thẳng. Thông thường là nếu mà xảy ra một cái vụ án gì đó thì bên phía cơ quan chức năng dĩ nhiên người ta sẽ liên hệ đến mình. Còn đằng này anh em quý cô chú anh biết không? 2 giờ phi hôm qua là anh em phải kiếm xe để mà tức tốc lên liền để mà ngăn chặn cái sự việc này đó. Nhưng mà đến cơ quan chức năng nghe người ta nói thật sự là rất là đau lòng luôn. Và cái sự việc nó quá chậm trễ rồi. Tại vì nếu mà anh Thuận Phương lặng mình bí mật mình điều tra thì nó đã có một biện pháp giải quyết rất là nhanh chóng. Mà đằng này anh đã đăng lên công khai như vậy, cái gã tội phạm đó họ đã có một cái lường trước của họ rồi. Họ sẽ ẩn nấp kỹ hơn. Họ là một tội phạm trong bóng tối mà sao anh lại chạy trốn làm gì? Họ dám ra trước mặt của người đó đe dọa không? Đúng không ạ? Cho nên là anh phải suy nghĩ. Anh bây giờ anh làm lộ hết tất cả thông tin rồi, giờ điều tra như thế nào đây? Nếu như anh giải quyết một cách im lặng, tập trung giùm anh cái Lộc ơi. Quay đâu? Trong tối á. Nếu anh giải quyết một cách im lặng á thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Theo đúng sự thật, mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Đúng rồi, đó nếu mà báo bên phía cơ quan chức năng á thì anh em đã làm việc một. Họ làm liền, tại vì cái vụ việc nó rất là nghiêm trọng. Nghiêm trọng lắm. Rất là nghiêm trọng, tại vì hình thức mà quay cơ thể lên á. Rất là nghiêm trọng. Thật sự á là cái ngày đầu tiên á khi mà cái vụ việc đó chị Kim Chi này á phát hiện mình đã bị lừa, bị gạt rồi đó. Thì nông dân cũng nói là chị nên trình báo cơ quan chức năng ngay để người ta có hướng xử lý. Nếu mà cần thiết thì em sẽ lên phối hợp điều tra. Nhưng mà không biết qua ngày hôm sau thì nông dân thấy một cái kênh của anh Nguyễn Văn Thuận này bắt đầu cái clip đầu tiên Phạm thì không anh. Phạm Văn Thuận, cái clip đầu tiên thì không có nói về cái vấn đề mà tống cái gì là đe dọa những cái hình ảnh đó. Tới bắt đầu cái clip thứ hai, cái clip thứ ba, clip thứ tư, hiện giờ là 7 clip rồi cô chú anh chị. Cứ nhắm vào một mình nông dân miền Tây Vlog mà em cũng không biết lý do sao mình đã làm cái gì nên tội mà anh Nguyễn Văn Thuận này đã cứ nhắm vào cái kênh. Anh cứ đặt điều để cho anh này gọi là cấu kết với lại người đó. Thật sự trong nội dung video và cái tiêu đề anh đặt á, em không biết là anh cái cháu cãi mức độ nào, nhưng mà tiêu đề với nội dung của anh là gắn ghép anh này vô đồng lõa với người kia. Thưa anh, thì chị khi mà cô Kim Chi đồng ý đưa số điện thoại lên, khi anh em đồng nghề, ngay cả em vẫn đưa số điện thoại hoàn cảnh lên. Cho em hỏi một câu với anh chị quý giả như này, có phải nhiều lúc BB không đăng địa chỉ, không đăng số điện thoại lên, có rất nhiều cô chú cô vừa chửi có, vừa nói có, vừa hỏi có, tại sao không đăng địa chỉ, số điện thoại, thông tin của người đó cụ thể mà lại che giấu như vậy, có mục đích gì? Đó, đến khi tụi em đưa lên tất cả thông tin, số điện thoại, địa chỉ thì quý khán giả lại có chuyện xảy ra thì quý khán giả lại ập đến tụi em. Chị hỏi trong mắt của cô chú anh chị quý khán giả, tụi em làm công việc này đúng là kiếm tiền, nhưng mà ít nhất tụi em cũng giúp cho xã hội này chứ bộ, chứ không phải tụi em là một người đem cái gì dối trá, đem những sự lương lẹo, một cái sự gọi là gì đó mà khiến bức xúc cho xã hội thì quý vị cô chú anh chị có thể được nói. Hôm nay chúng em đi giúp đỡ người nghèo thì quý cô chú anh chị yêu cầu đưa số điện thoại thông tin lên, và cái người mà cho số điện thoại đó họ vẫn đồng ý để số điện thoại lên, là có phải là trước sau gì cái người Mạnh Thường Quân, nhắc tới Mạnh Thường Quân mới nhớ, nhưng mà nói sau hết câu là thì
kêu là muốn giúp đỡ, thì nếu anh nông dân không cho, anh ta hoặc là chị ta có thể là tự động tìm số liên hệ trên qua video, đúng không ạ? À? Mình đã lường trước được. Và quý vị của chú anh chị cũng có rất nhiều hình tình trạng FE nè, vay nóng nè, rồi buôn bán nhà đất, tại sao họ lại có thông tin cá nhân của mình, số điện thoại của mình và tên của mình đầy đủ như vậy? Họ còn hack được mà, họ còn làm được mà. Những chuyện đơn giản như vậy, một những chuyện mà có tiền sẵn như vậy thì đúng với những hoàn cảnh khó khăn họ rất là cần, cho nên họ làm thôi. Phân tích rõ ràng vấn đề này nè. Mạnh Thường Quân là một người, là một cái danh, một cái tên và một cái đáng để trân trọng. Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm, những tấm lòng hảo tâm, thì chúng ta hãy dành những cái tên đáng trân trọng đó. Tại vì không có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì chúng ta sẽ không giúp được những hoàn cảnh khó khăn. Tại sao chúng ta không trân trọng cái tên đó trên mạng xã hội mà lại áp đặt cái tên đó vào những cái gã mà tội phạm đó, đúng không ạ? Chúng ta phải trân trọng nó chứ, tại sao lại xếp hàng Mạnh Thường Quân giả, Mạnh Thường Quân thật, xếp hàng ngang hàng với nhau vậy? Tại sao mình không nói với người Mạnh Thường Quân giả này là tội phạm, một cái người giả danh, một người đó mà có hành vi xấu, mà tại sao lại dùng cái từ Mạnh Thường Quân để kết hợp nhau, xếp hàng người nào xấu thì đẩy xuống, người nào mà tốt thì đẩy lên đó, xếp hàng ngang nhau, cái tên đó lấy cái tên ra để mượn cái tên Mạnh Thường Quân đó để nói. Tại sao không dùng cái tên đó để đáng trân trọng? Vì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân họ cũng đau lòng chứ, khi họ nghe cái danh từ Mạnh Thường Quân, ủa mình cũng là Mạnh Thường Quân mà, mình cũng tên đó mà, tự nhiên cái tên của mình lại gần cái tên giả thật vậy, sao lại như vậy? Họ cho tiền chưa? Họ chưa cho tiền, họ cũng chưa làm gì cả. Rồi phân tích cái đoạn video nè, phân tích cái lúc mà cô bảo rằng tôi không biết gì hết, tôi khờ, con tôi khờ. Quý vị cô chú anh chị, nếu mà những cô chú anh chị đang theo dõi chương trình này thì cô chú anh chị sẽ biết và coi video cách cư xử, cách nói chuyện của hai mẹ con. Cô nói cô khờ, tại sao cô có thể tìm đến kênh của anh Nông Dân, kênh của anh Phạm Văn Thuận mà đầu súng, đúng không ạ? Đầu súng tận nơi để xin sự giúp đỡ đó. Rồi cô lên, cô phân bua, cô giải trình, cô nói anh này như thế này, anh này như thế kia. Cô khờ, cô không biết gì hết. Mà con gái cô là đứa con cô cắt nấm ruột đẻ ra, mà cô quay cái hình ảnh của con gái cô cho người khác. Tại sao cô, thà như người đó gọi điện trực tiếp thì em sẽ không nói gì, tại vì cô không có thời gian để ngưng lại suy nghĩ. Nhưng mà cô đàn này cô nhắn tin với họ, cô có một khoảng thời gian hàng chục giây, tại vì khi mà gửi con mất mấy giây, khi mà quay video mất mấy giây nữa, hàng chục giây cô để có suy nghĩ, cô đắn đo. Thì cô gọi điện ngay cho anh Nông Dân, người giới thiệu này nè đó, anh cô kêu là người giới thiệu, đúng người giới thiệu, tại vì họ là một cái cầu nối, họ là một cái cầu nối, cho nên là ai mà giúp đỡ họ rất là mừng, họ muốn gửi đến liền cho người đó nhận cái số tiền đó, món quà đó. Tất nhiên vậy, cô cũng để số điện thoại lên rồi, cho nên cô không để cháu cãi, đừng đổ lỗi cho anh này. Nếu anh không cho thì người đó vẫn tìm được số điện thoại trên video. Và cô quay hình thể cho người đó xem. Cái khoảng thời gian đó cô đủ suy nghĩ, và cô nếu mà cô đủ cô đã cô, khi mà tính cách cô nói chuyện trên video là chúng em đã xác minh là cô không có bị khờ. Cô biết như thế nào sự giúp đỡ, cô biết như thế nào tìm cách làm như thế nào, nói chuyện như thế nào để có sự giúp đỡ. Tại sao cô không lên liên hệ cho chú Nông Dân, là sao cái này chú này kỳ quá, gửi qua tôi, cô chú gửi qua tôi với Mạnh Thường Quân mà sao chú này kỳ quá, họ biểu tôi làm vậy đó. Thì anh Nông Dân sẽ từ chối ngay, anh sẽ biết vấn đề đó, anh sẽ làm từ chối ngay. Cô không dùng biện pháp đó mà cô lại âm thầm, có phải là người ta treo giá là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Và số tiền đó cô nói rằng lúc mà cô kêu là cô quay, mà con gái cô quay sau nữa, cô ngủ rồi. Con chắc chắn với cô như thế này, cái tâm lý người khó khăn, cái tâm lý người đang cần tiền và cần sự giúp đỡ, họ sẽ lo âu, lo lắng, suy nghĩ, mong chờ mong luôn là được nhận được bao nhiêu tiền. Đừng, cô đừng nói cô ngủ, cô mệt cô ngủ, không có điều đó xảy ra đâu cô. Thì cô nghe người ta hô tiền lên thì cô lại chấp nhận hình thể con gái mình, con gái ruột của mình, cô đưa lên cho họ. Là có phải là cô mục đích gì thì em con sẽ không nói, con nói dưới đây là cô chú anh chị khán giả cũng đã hiểu rồi đó. Và cô kêu con gái cô khờ đúng không? Đoạn video ngày hôm nay con gái cô đứng lên nói chuyện, con gái cô còn tỉnh táo, cô gái cô còn biết là
xóa video hết rồi, kênh YouTube như thế nào, kênh YouTube tìm ở đâu, có cái cô con gái cô khờ khờ như thế nào ạ, có biết cái nào là nói dối, biết cái nào nói xạo, nói điêu được, nói ngược sự thật được đó, mà cô kêu là cô kêu cô khờ. Ok, hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con không có tiền, túng thiếu, khờ, không biết gì hết. Bây giờ người ta nói gì không biết, là cái anh đó anh cho cô nhiêu tiền để cô nói những câu đó, hoặc là cô anh đó đã cho cô nhiêu tiền mà cô đã làm trái lương tâm như vậy. Anh không sai khiến cô, nhưng mà cô chủ động, cô tự cô lên bóc phốt như vậy. Và ảnh mượn hình ảnh của cô, ảnh là một người truyền tải thông tin, ảnh phải chịu trách nhiệm trước cái lời gọi là chính quyền, ảnh sẽ chịu trách nhiệm tại vì ảnh truyền tải thông tin. Thì ngày hôm nay thì có lẽ là BB nói tới đây thì nó nôm na thôi, cả nhà đâu có hiểu rồi đó. Còn quay về anh Phạm Văn Thuận, nếu anh là một người đủ thông minh, đủ trí tuệ thì anh đã làm một biện pháp có lương tâm, một biện pháp nhân đạo, một biện pháp giúp đỡ cho người nghèo, đúng đắn giúp đỡ cho người nghèo. Chứ đừng mong móc, biết sao không? Anh biết sao không? Anh biết cái anh bị dính cái lỗ này nè. Người ta đã, cuộc đời của người ta, cái cô đó bị, cái con gái cô bị làm nhục đúng không, mới có thai đúng không, cái chồng bỏ này kia, họ đã có một tiếng xấu trong cái đời của họ rồi, có một tiếng xấu trong đời của họ. Anh phải lường trước được cái việc là nếu anh làm sai cái này, họ còn mang một tiếng xấu nữa, còn thêm một tiếng xấu như thế này nữa. Tiếng xấu là người mẹ quay video con gái mình đưa cho người khác, là ba cái tiếng xấu đó anh phải lường trước chứ. Tại sao anh lại công khai lên như vậy, anh công khai như vậy đó? Nếu một người có lương tâm, anh phải suy nghĩ điều đó. Đằng này anh lại không, anh không hỏi chính quyền địa phương, anh không lên hỏi chính quyền địa phương hoàn cảnh này ở đây như thế này, anh không trình báo, anh không thay mặt lên trình báo họ như vậy đó. Tại vì nếu mà anh cái việc mà cái gã tội phạm mà lạm dụng công nghệ cao, truyền tải thông tin công nghệ cao, và việc đó xảy ra thì công an họ sẽ làm liền, giải quyết rất là nhanh, rất là ngắn gọn và tìm đúng địa chỉ luôn, thật sự. Mà anh không làm những biện pháp đó, anh không lên tìm hiểu, mà anh lại đi lấy câu chuyện của gia đình và lôi anh này vô. Nói sơ sơ về hoàn cảnh, ngay đoạn đầu nói sơ sơ về hoàn cảnh thôi đúng không? Chưa đủ kiến thức thì tự suy nghĩ, em sẽ không nói thêm. Tại vì nếu mà lên đây thì nó là than vãn, nó là giả tạo than vãn thì chúng em không cần. Tại vì chúng em có sức khỏe, chúng em là người đàn ông thanh niên, tụi em có sức khỏe, tụi em biết cố gắng từ đâu, tụi em nỗ lực từng ngày từng giờ, và tụi em giúp ích cho bản thân mình, giúp ích cho gia đình và giúp ích cho xã hội đó. Bây giờ em hỏi nông dân này, bây giờ cái tâm trạng anh như thế nào, bây giờ vợ anh ở nhà như thế nào? Nói cho em nghe. Thật sự thì khi cái vụ việc xảy ra thì bản thân mình nói về vợ đi, vợ nó thấy trên mạng, trên đặc biệt là trên TikTok là nhiều, tại vì trên đó cắt những cái đoạn nó khủng khiếp lắm cô chú anh chị. Thì vợ mới nói, ủa ta đang nói tới cái người nông dân nào đó, có phải ông không, có phải anh không? Ủa cái mẹ con này hổm anh với Quỳnh Trung quen mà. Anh sao? Cái đó nha, hôm nay không phải là lên khóc đâu mà tức lắm, nhưng mà giờ không bao giờ nhận cái lời xin lỗi của ông, cái anh Phạm Văn Thuận đâu, không bao giờ nhận một lời xin lỗi nào nữa, sẽ tha thứ cho hai mẹ con, nhưng riêng anh thì không. Muộn rồi, muộn rồi, rất muộn rồi, không hề tha thứ cho anh được. Ngay cả khi người ta im lặng thì anh lại, thay vì lúc đó anh đã lường trước được cái sự việc, người ta im lặng để anh ngưng đi, người ta đã im lặng để người ta kêu bằng còn cái tình người, thật sự đối xử với nhau còn cái tình người chút, nhưng mà anh không muốn cho người ta có cái cơ hội đó, cho người ta yên luôn. Anh cố tình anh làm như vậy, kêu bằng vùi dập mà không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn á. Lúc đó thì anh hỏi vậy rồi anh trả lời sao anh? Thì mình cũng nói là chắc hiểu lầm cái gì đó, hoặc là một cái lý do gì đó. Mình cũng tự hỏi bản thân mình, không biết mình làm sai ở chỗ nào, không biết mình đã có gây thù chuốc oán hay là đã như thế nào, mà tại sao người ta tìm đúng cái tên là nông dân miền Tây Vlog để người ta nói, để người ta nói hàng ngày, tính đến nay là 7 clip và một clip trên Facebook. Thì mấy anh em nông dân miền Tây Vlog cũng đã lưu lại hết
những cái bằng chứng đó và những cái câu từ mà cái anh Nguyễn Văn Thuận, anh Phạm Văn Thuận này đã xúc phạm tới nông dân. Và tới ngày hôm nay đã có cái bằng chứng rõ ràng là mấy anh em đã tới cơ quan chức năng để trình báo cái vụ việc này. Sau đây BB cũng xin nói một câu như thế này. Cô quý cô chú anh chị khán giả, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị nhà hảo tâm trên kênh của BB, những người đã theo dõi BB cùng đồng hành BB giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tất nhiên sẽ có những cô chú làm bên pháp luật. Thì BB hy vọng rằng cô chú có thể góp ý kiến như thế nào, làm cách biện pháp như thế nào để làm lái lại cái danh dự của mình và làm cho ra lẽ cái sự việc này. Tại vì tụi em mất danh dự quá nhiều, đôi khi bây giờ vợ con anh cũng em xin lỗi anh, vợ của anh đang rất là lo âu và rất là sợ. Ngay lần ngày hôm nay đi dẫn anh lên đây, anh cũng rất là sợ, vợ anh rất là sợ, không biết là anh đủ khả năng để làm không. Thì em có nói với vợ anh một câu này: chị yên tâm đi, lúc đó có BB, vì BB là người đã chứng kiến cách anh làm việc và cũng đã làm việc chung với anh rất là nhiều thời gian, rất là dài, cho nên BB về hiểu. Và thật sự xét về câu chuyện, mình là một người không thái á, một người mà biết suy nghĩ á. Mình coi video là mình không cần phải bạn anh này nữa, không cần phải bạn anh này nữa. Mình coi câu video mình sẽ hiểu, mình sẽ hiểu. Và nếu mà cả nhà mà nghe được anh cán bộ, tại vì tụi em cũng có tên xin lỗi anh hồi nãy bị bắt, là mấy anh là sợ sau khi ăn. Thì tụi em làm như vậy, tụi em để cơ em có phải như vậy, tụi em làm đúng hay không, để sau này cô chú có nói gì tụi em sẽ có đoạn video lên cơ quan chức năng nói chuyện. Thì cả nhà mà nghe công an nói về hoàn cảnh của hai mẹ con này thì cả nhà ngã ngửa nữa. Thì đó, rồi cuộc sống của anh nông dân miền Tây này như thế nào vậy? Khi mà anh chưa được on được thì BB hy vọng rằng cô chú anh chị hiểu biết về pháp luật, có thể đóng góp ý kiến cho BB, BB có thể giúp nông dân đi đến tận cùng của sự thật. BB hy vọng điều đó. BB xin chân thành cảm ơn. Em nghĩ nếu mà cái sự việc này không làm sáng tỏ sớm, không nói lên sự thật, thì sắp tới đây là không biết là Mạnh Thường Quân người ta sẽ suy nghĩ gì về những người làm thiện nguyện chân chính. Đấy là nếu mà cái vụ việc này không được làm sáng tỏ thì người ta nói những cái kênh như vậy hoài, rồi xong cuối cùng tiếp tay. Mà thật sự là xem những trên cái video đó thật sự rất là bức xúc. Anh em cũng có nói rất là nhiều, nói gì tại sao không liên hệ cơ quan chức năng ngăn ngừa mà lại đi tiếp tay. Bên kênh của anh TB kia thì là kêu bằng vừa đánh vừa so, nhưng mà bên cái kênh, nói chung là anh làm gì làm nó cũng phải có một cái sơ hở, nhưng mà cái sơ hở của anh á, một mình anh biết thôi, nhưng mà ở bên ngoài có hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn người biết, họ biết ra cái cơ sở, cái sơ hở của anh hết trơn rồi. Trên video á, đến ngày hôm nay tụi em im lặng, anh bảo rằng là xóa, không phải xóa đâu, ai đánh gậy tụi em đó, nhưng video đầu tiên mà giúp đỡ hai mẹ con tụi em chưa bao giờ xóa. Đánh gậy hai bài, không biết lý do tại sao, thì anh để hình ảnh bị đánh gậy cho em nha, để cho cô chú xem. Không dán lên màn hình đi. Báo mail mà, gửi cái mail cho cô chú xem. Rồi á, thật sự là trong thời gian qua anh đã bẻ lái, lèo lái câu chuyện theo cách của anh làm. Anh làm dư luận, lên án, làm mọi người hiểu sai về sự thật về câu chuyện hai mẹ con này. Anh rất là tài giỏi, nói chuyện của anh rất là nhẹ nhàng, tình cảm, lưu loát. Nhưng mà em hỏi anh, trong lương tâm của anh có bị cắn rứt không? Nếu một người làm thiện nguyện chân chính, em đây không có thừa nhận mình làm công việc thiện nguyện là một người đúng đắn, chân chính. Em chưa chắc là mình đã đúng đắn và trung thực gì đó. Mình không nói mình tốt. Em chưa chắc là em tốt. Nhưng mà ít nhất em không có làm được như anh. Không làm được như anh. Bây giờ nông dân cảm thấy như thế nào khi mà mình bị như vậy, nông dân? Thực sự là khi trải qua rồi mình cảm thấy cũng rất là buồn cho cái một cái tình người. Thì cũng là anh em, ai cũng mang cái tâm trạng là ra đời kiếm tiền, nhưng mà ít nhất mình cũng đã giúp được người. Mặc dù mình không có bằng anh em,
mình đã cố gắng rất là nhiều, mình không bằng anh em, nhưng mà bằng cái đó là cái nỗ lực của mình. Tại vì cái nỗ lực của mỗi con người nó có giới hạn, và cái sự may mắn của mỗi người nó có cái sự may mắn khác nhau. Như anh BT này là anh được may mắn hơn mình rất là nhiều. Anh được nhiều của chú anh chị quan tâm, ủng hộ. Chuyện hay mà. Anh nói chuyện hay, ủng hộ cái kênh ảnh. Tới bây giờ là 280 mấy ngàn người theo dõi. Là đúng ra là ảnh một cái người đang thành công trong cái lĩnh vực làm YouTube, làm thiện nguyện, làm YouTube này, mà ảnh lại nhắm vào một cái kênh làm bằng từ cái trái tim, bằng từ những cái tiền YouTube ít đổi. Cái đó là tiền YouTube mình dành dụm đó cô chú anh chị. Mỗi tháng, không phải nấu dốc, đó là thật sự đó nha. Mỗi tháng 2 triệu, 3 triệu có. Đưa vợ một ít, còn một ít mình giữ trong tài khoản để mình làm cái kinh phí đi xe bà con khó khăn. Đây thì Quỳnh Trung tiếp xúc với lại nông dân miền Tây cũng nhiều, anh em cũng hợp tác rất nhiều. Có khi với cô chú anh chị mình biết không, sợ vợ la, tại vì đi làm giúp bà con, sợ vợ la. Nhiều khi móc tiền túi ra mà nói là nói tiền của mạnh thường quân giúp, cho tiền mà không dám nói, mình đứng ra mình nói. Tại vì nói thì vợ sẽ giống như là vợ buồn, anh đi làm anh giúp bà con vậy, không có gì chứ. Chả nó thật sự tới bây giờ là có được cái gì đâu quý cô chú anh chị. Được cái gì cho tới ngày hôm nay mang một cái tai tiếng, nói chung là khinh khủng nhất cuộc đời của anh luôn. Không lường trước được, không biết trước được. Nó hạch đến mà không biết. Thời gian anh làm việc thiện nguyện, anh không biết, em không biết là anh đã có suy nghĩ và tư duy như thế nào rồi. Nhưng mà đến mức cột mốc này, đến cột mốc ngày hôm nay là anh đã có một cái gì khẳng định bản thân mình rồi. Anh đủ thông minh, trí tuệ để làm một công việc tốt rồi. Tại sao? Em đặt cho họ tại sao? Thì nếu như anh muốn làm đến cái sự việc này thì xin lỗi, anh nông dân có muốn gửi đâu lời đó không? Tại vì em có thể là mình đứng ra nói được, anh có muốn đâu lời. Hôm nay anh có nhận lời gì đó, cho dù anh có muốn trực tiếp gọi anh hay là muốn xin lỗi hay là muốn làm cái việc gì đó đối với anh, thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Đúng ra là mình đã nghĩ ngay từ đầu là 1, 2 hoặc 3 video ngay từ đầu. Mình cho anh ta một cái cơ hội, mình nghĩ là một người làm YouTube một cái câu chuyện nào đó là nhiều lắm, là giỏi 3 video là anh sẽ ngưng ngay. Là lúc đó là cái câu chuyện anh nói tới mình là chỉ nhẹ nhàng thôi, là cũng chưa đi quá xa. Hôm nay thì một cuộc điện thoại hay là một cái tin nhắn hay là một cái kết bạn Zalo nào đó thì nông dân xin phép từ chối hết từ cái anh Phạm Văn Thuận này. Là mọi việc sẽ đi đến bước cuối cùng là nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Cứ lên cơ quan chức năng làm việc là cụ thể nhất, chính xác nhất và được xác minh nhất. Dạ. Còn riêng về phần em, nói chung về cái câu chuyện của nông dân, thật sự Quỳnh Trung cũng rút ra được một cái bài học. Khi mà mình giúp một người nào đó, mình không phải là nhìn về cái cách của họ đâu, phải nhìn về cái lương tâm của họ. Riêng về cô Chi, đúng không anh? Cô Chi, qua cái video này con cũng xin được phép có đôi lời con nói với cô rất là nhẹ nhàng cô nha. Tại vì cái hoàn cảnh của cô thì con theo con ghi nhận, con thấy mẹ con cô là khổ thật sự, khổ trước mắt mà quý cô chú anh chị. Thì bây giờ cô xuống với Kiên Giang, anh em cũng hỗ trợ cô làm một cái video và hỗ trợ. Thì Quỳnh Trung cái video này hôm nay Quỳnh Trung chấp nhận, nếu mà quý cô chú anh chị mình nói cái cách làm việc của Quỳnh Trung nó như vậy nó không hợp lý, Quỳnh Trung sẵn sàng nghỉ làm YouTube. Nghỉ làm YouTube quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị mình nói Quỳnh Trung là trong cái câu chuyện này, Quỳnh Trung tạo dựng một cái câu chuyện như vậy, Quỳnh Trung làm là để giúp người. Và thật sự cái video đó trên tất cả cái bình luận, Quỳnh Trung không có một cái từ nào mà ví dụ như là nhục mạ hay là gì cô hết. Nhưng mà cô lên video cô lại nói con là cô sai lầm khi mà xuống để cho anh em con làm video giúp cô. Đau á, đau cô, đau đầy lắm luôn á. Thật sự như vậy. Chừng ấy thời gian con làm con khai mặt với cô chú mình đừng quên, người ta tin tưởng con. Và khi những gì con làm, con cũng xin phép. Ngay cả cái ngày hôm đó con trao tiền cho cô về, con cũng nói với quý cô chú mình Quân là cô ơi, hôm nay con làm cái nội dung như vậy đó, thì con có hỏi cái câu chuyện của người đó,
Nhưng mà thật chất đó, thì cái câu chuyện người đó thì nó đã xảy ra rồi, nhưng mà tụi con cố gắng tụi con làm lại để truyền tải tới quý cô chú Mạnh Thường Quân, chứ cũng không có ác ý gì. Thì nếu mà quý cô chú hiện tại video Quỳnh Trung vẫn để trên đó để cơ quan cái chức năng người ta, tại vì từ trước giờ Quỳnh Trung không hề xóa video nào hết, nó chỉ có những người người ta xấu, người ta đánh gậy đồ này kia thì nó mới bay thôi, chứ làm gì mà mình phải xóa video. Mình người ngay việc thẳng đó. Cô nói cô hối hận khi xuống đó, cô hối hận rất là nhiều luôn. Tại sao cô lại buông một cái lời, thật sự là anh ông Văn có lên một cái video mà bị đánh bản quyền, anh ông Văn nói thật sự là mẹ con cô lại lên nói là tại sao nói cô vậy, chính cô là người gây ra, chính cô cũng là người nói. Thì cũng mong sắp tới cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta làm việc như thế nào thì cũng rất là mong cô sẽ hợp tác. Còn cái phần về cái hoàn cảnh của cô thì sau này thì tụi con không biết, nhưng mà cái tình cái nghĩa con vẫn nói cho cô biết. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình sau này có hỗ trợ giúp đỡ, vẫn giúp đỡ cho cô, tại vì hoàn cảnh của cô là sự thật. Dạ, con nói cô như vậy. Và câu này cũng nói cô, cô nhớ chén cháo của anh, nhà anh Trung nói cho cô ăn không ạ? Chén cháo đó tuy nó không nhiều, nhưng đó là tình cảm mà các anh em có khả năng dành cho cô. Và cô hãy nhớ này, đây là rách lá rách đùm lá tả tơi nha cô, nha cô nha. Cô hãy nhớ một câu đó của con, hãy nhớ câu đó. Và em nghĩ chúng ta phải cố gắng làm việc này tới tận cùng, không buông tha bất kỳ thứ gì cả. Và BB tin chắc rằng pháp luật Việt Nam sẽ không nhẫn nhịn những người có hành vi sỉ nhục xúc phạm người khác trên nền tảng công nghệ cao. Thì chúng em sẽ làm tới cùng. Nếu huyện, xã không giải quyết lên tỉnh, không được lên trung ương, tụi em sẽ làm giải quyết tới. Và cái này này, cái mà cần anh nói không ta? Anh nói cái việc mà anh, nếu như anh tham gia ngày hôm nay anh thiếu tiền, em là người sẽ đưa tiền cho anh mượn. Anh là khi nào có anh trả lại cho em. Và em sẽ kêu gọi tất cả anh em YouTuber, những người thân thiết với em, những kênh lớn hơn nữa, anh em đã đồng tình với em rồi, bây giờ thiếu tiền cái anh cứ alo, tụi em sẽ gom góp tiền cho anh mượn để anh làm tới cùng vụ án này. Bỏ ra rất nhiều tiền cũng được, miễn làm tới cùng. Thật sự là tiền mình chấp nhận mất, ngày mai, bữa nay mình mất, ngày mai mình sẽ kiếm lại. Nếu may mắn mình kiếm rất là nhiều. Còn cái danh dự, cái uy tín của mình mất đi, không bao giờ kiếm được. Cho nên hôm nay chủ yếu nông dân mất tiền để kiếm lại cái danh dự cho nông dân miền Tây Vlog. Và cái video này thì cùng chung ở Kiên Giang cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình thời gian qua có xem trên TikTok, Facebook và YouTube những cái hình ảnh xấu về nông dân miền Tây. Quỳnh Trung dám lấy cam đoan, lấy cái uy tín của mình ra. Và nếu mà hai anh kia, Quỳnh Trung ở đây, Quỳnh Trung cũng không có muốn là công kích gì hết. Muốn biết gì về Quỳnh Trung thì cứ tìm hiểu cho thật kỹ. Nhưng mà riêng về phía nông dân miền Tây, em sẽ là người ủng hộ anh. Cố lên anh. Không gì hết. Anh em bên... YouTuber, kênh lớn, những kênh mà em quen biết, họ đều đồng tình quan điểm của em. Em là người đứng ở giữa, là người đã xác minh. Thì anh em tin tưởng em, thì em sẽ ủng hộ. Anh em đã gửi tiền cho em rồi, nha. Cố lên, dạ. Còn thôi mình đừng nói về tiền đi, mà hãy nói về cái là xác định cho anh Phạm Văn Thuận rằng tụi em sẽ đi đến tận cùng của sự thật, và chúng ta sẽ gặp nhau. Một là trên cơ quan chức năng, hai là tòa án. Chứ tụi em không có xử bằng cách là tòa án lương tâm nữa. Và tụi em sẽ lên tòa án. Nếu mà ở Long An này họ có cái gì đó không giải quyết được cho mình, thì nông dân sẽ tìm tới tận Trà Vinh, là cái nơi Long anh Phạm Văn Thuận này ở Vĩnh Long. Anh Phạm Văn Thuận này, tại vì cái thông tin của anh Phạm Văn Thuận á, thì nông dân cũng chưa có cập nhật được.
thì sẽ ở Long An này sẽ giải quyết như thế nào đó chưa thỏa đáng, thì nông dân sẽ về tới quê của anh Phạm Văn Thuận này ở Vĩnh Long gửi đơn, cũng bằng một cái cách thức này cũng sẽ đi từng bước từ xã tới huyện, sẽ tới tỉnh, sẽ tới trung ương, chừng nào nông dân tìm được cái sự trong sạch cho mình. BB cũng hy vọng rằng là cô chú anh chị quý khán giả mà trên kênh của BB có biết về pháp luật, BB cũng hy vọng rằng cô chú có thể giúp BB cũng như anh nông dân miền Tây tìm hiểu thêm để đi đúng đường, đúng hướng và mọi chuyện nó suôn sẻ. Nói chung là cây ngay không sợ chết đứng, cho nên là tụi em sẽ làm trắng đen nó sẽ rõ ràng, tại vì tụi em đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Không phải tụi em mà nông dân này, không phải em luôn. Đây thật ra câu chuyện không liên quan dính dáng tới em, mà em thấy một người như vậy không xứng đáng để bị như vậy. Mong hy vọng rằng cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị khán giả trên kênh của BB, trên kênh của tất cả anh em đang theo dõi, thì nếu cô chú anh chị biết pháp luật hãy tư vấn cho chúng em để đi đúng hướng, đi đúng được. Cảm ơn cô chú. Yeah.